Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ giải một câu phát triển đề minh họa năm 2023. Đây là một câu có yếu tố minh mát trong không gian hữu ích nhé. Hướng giải quyết của bài toán này, chúng ta sẽ đi tìm quỹ tích của các điểm MN, tức là xem thử M và N chạy trên những đường tròn nào, rồi sau đó mới đi tìm giá trị nhỏ nhất của độ MN. Thấy rằng mặt phẳng P thì có vectơ phát tuyến có tọa độ là 0, 1, 0. Còn đường thẳng D thì có vectơ chỉ phương với tọa độ là 0, trừ 1, 0. Như vậy, hai vectơ N và U cùng phương với nhau, dẫn tới đường thẳng D sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Gọi H là giao điểm của D và P. Để tìm được tọa độ của H, ta sẽ thay x, y, z trong phương trình đường thẳng D và trong phương trình mặt phẳng P. Ta có 2 trừ t trừ 1 bằng 0, tương đương t bằng 1. Suy ra, điểm H có tọa độ là 1, 1, 1. Ta có điểm M thuộc vào mặt phẳng P. Khoảng cách từ M đến đường thẳng D chính là độ dài của đoạn MH bằng 2. Ta thấy điểm H cố định. M luôn cách H một khoảng không đổi bằng 2, do đó M sẽ thuộc vào đường tròn tâm H bán kính bằng 2. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong giả thiết thứ nhất. Đến với giả thiết thứ hai, NA bằng 2NB. Ta gọi điểm N có tọa độ là x, y, z thuộc vào mặt phẳng P. NA bằng 2NB, ta sử dụng công thức tính khoảng cách giữa hai điểm và bình phương hai vế được x cộng 1 tất cả bình, cộng y cộng 3 tất cả bình, cộng z trừ 11 tất cả bình bằng 4 nhân với x trừ 1 phần 2 tất cả bình, cộng y bình, cộng z trừ 8 tất cả bình. Sau đó tiến hành thu gọn, chúng ta được phương trình x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2x cộng 2y trừ 14z cộng 42 bằng 0. Ở đây chính là phương trình mặt cầu. Như vậy điểm N thuộc vào mặt cầu có tâm là điểm Y, tọa độ là 1, 1, 7 và bán kính R2 bằng 3. Có ký hiệu R2 bằng 3 để phân biệt với R1 chính là bán kính của đường tròn tâm H lúc nãy. Khác thì điểm N thuộc mặt phẳng P, do đó N sẽ thuộc vào đường tròn là giao của mặt cầu S và mặt phẳng P. Chúng ta lại để ý điểm Y có tung độ bằng 1, thỏa mãn phương trình mặt phẳng P, do đó điểm Y này sẽ thuộc vào trong mặt phẳng P. Như vậy, đường tròn mà chúng ta vừa nói ở trên chính là đường tròn lớn của mặt cầu S. Như vậy, đường tròn giao tuyến lúc này sẽ có tâm là Y và bán kính bằng R2. Đến nay, chúng ta đã tìm được quỹ tích của hai điểm MN là lần lượt thuộc vào các đường tròn tâm H và đường tròn tâm Y. Vậy thì trở lại câu hỏi của bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN. Ta có đoạn HY bằng 6 thì lớn hơn tổng hai bán kính R1 cộng R2, do đó hai đường tròn này sẽ không cắt nhau. Như vậy, đoạn MN nhỏ nhất là khi bốn điểm M, H, N, Y thẳng hàng. Như vậy, suy ra MN nhỏ nhất bằng đoạn HY trừ đi R1 trừ đi R2, tức là bằng 6 trừ 2 trừ 3 bằng 1. Vậy, phương án của câu này sẽ là câu A.